and musicians, these musicians and their great leader. Don't you? Yes. And that's what Maestro. Thật sự là một niềm vinh hạnh khi được chia sẻ sân khấu này với những nghệ sĩ hàng đầu tại Việt Nam. Xin được giới thiệu nhạc trưởng Đức Trí. And my exceptional musical director and co-producer, the talented, multi-talented Mr. Dwight Wayne Watkins on bass, vocals and keyboards. Và xin được giới thiệu người bạn của tôi, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Dwight Watkins. Extraordinarily talented musicians, all of them. They're exceptional in every single way. I've never had better musicians on stage anywhere. Và tất cả những nghệ sĩ, những người nhạc công, họ thật là tuyệt vời. Nhưng tôi có bên cạnh mình những nữ ca sĩ trẻ vô cùng tài năng của Việt Nam.